Xin chào các bạn, hôm nay là Lý Boss Tuấn Đức. Chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu lò nướng của Boss mang cái mã hiệu của sản phẩm là HBG5575S0A. Sản phẩm này thì nó được thiết kế là sản phẩm có dung tích chứa là 71 lít và nó thiết kế về cái bề mặt bên ngoài là mặt inox màu bạc và có mặt kính màu đen, và nó điều khiển bằng cái nút vặn như này, và màn hình sẽ là màn hình hiển thị LCD cảm ứng, màn hình LED LCD. Và cái sản phẩm này thì nó có cái thiết kế là đèn chiếu sáng ở bên trong lò. Đây là cái nút bật chỉnh công tắc và hẹn giờ của cái máy này thì nó có thể. Và cái sản phẩm này thì nó có 7 mức gia nhiệt và nó có 10 chương trình nướng, và nó có trang bị đèn ở bên trong. Đây là các bạn thấy khi mà mở ra thì đèn nó sẽ sáng ở bên trong này. Và cái cửa kính này thì nó có ổng là 3 lớp. Và sản phẩm này thì nó có đi kèm cho các bạn là 5 vị trí để khay nướng, và nó có một ray chuột có thể thay đổi vị trí. Phụ kiện đi kèm sẽ là 2 khay nướng, 1 vị nướng và một que thăm nhiệt. Đó, que thăm nhiệt ở bên dưới này. Và cái vị nướng này chất liệu của nó được làm bằng inox. Đó. Và cái sản phẩm này thì nó có cái công suất của nó là 3400W và sử dụng điện 220. Sản phẩm này hiện tại thì đang được bán tại đại lý Boss Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào hotline bên dưới hoặc là truy cập website tdm.vn hoặc hàng trực tuyến. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.